chào các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em. Ngày hôm nay em sẽ dẫn các bác đi câu ở một cái điểm câu mới. Điểm câu này ở trên Tam Đa Yên Phong. Đây là cái bè cá người ta làm bè thì cho anh em câu, và giá câu là 30.000 câu cả ngày luôn. Bè này có tên là bè Trọng Minh Fishing nhé. Anh em nào muốn trải nghiệm đây câu cá thì có thể lên trên này, còn em sẽ ghim cái map ở trong cái phần mô tả nhé, để anh em có thể vào xem. Nếu mà gần thì có thể lên đây câu giao lưu nhé. Nước hôm nay khá là to và hơi chảy, này lạnh nữa, cá đã ăn chậm. Giờ em sẽ đi pha mồi nhé, em vẫn sử dụng cái mồi bên em đang thương mại nhé. Anh em nào muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ hành đi pha mồi, hôm nay sẽ pha mồi zin và thêm một chút tơ nhẹ nhé, tại vì ở đây nước sông nó hơi chảy. Đây, giờ quay cho các bác xem cái điểm. Đây các bác nhé, đây con sông cầu rất là rộng nhé. Để đồ vừa ra hôm nay câu cần 4,5 m, tí mà nó sâu quá thì chơi 5,4 m. Đây rất nhiều ổ nhé, tầm hơn chục ổ đấy. Này vài anh em đang câu rồi, nhưng mà cá hôm nay chắc là ăn chậm, nó lạnh. Rồi pha mồi, rồi đi pha mồi nhé. Pha mồi câu trước. Đây tơ nhện đấy, đây là mồi câu, này câu zin luôn cho thêm ít tơ nhện. Tí nữa pha ít mồi sả, mồi khá là thơm. Đây nước ở đây không câu vuốt được, không vuốt thì nước lông. Ok anh em cho ít nước vào nhé, anh em đảo cho tơi mồi nhé. Thực tế là anh em dùng cái bột tơ nhẹ này nhé, anh em rắc còn ít thôi. Khi xong này anh em hãy đảo đảo lên, rồi anh em hãy cho thêm nước vào. Đây thuyền nó đi lại rất là nhiều, cũng là đi lại sóng nó to lắm. Sau anh em đợi tầm 5 phút là anh em về câu thôi. Đây là cho lên hay như này. Đấy, pha ít mồi sả. Này sả làm ít ngô ủ chua. Rộng này sẽ kiếm được và em chép.
Đó đây, về mồi nhé. Vừa thả xuống đi, đừng nghe em cắn móng rồi đấy, cắn móng luôn, thả rộng lên đấy, vừa ra mồi phát rồi, chơi luôn em luôn rồi. Gì thơm đấy. Đây cũng là giếc.
to luôn. Nhìn cái gì né mẹ đi vô. Đá to à? À ừ. Quên rồi. Mình run đời mẹ nhà rồi. Để cô chứa. Đây giết này. Đi thế là quên bá đi. Đây mình câu nhiều chưa? Em về nha các bác nha, rồi cho các bác xem cái cá hôm nay còn mấy con, cho các bác xem cá này ăn chậm lắm, 5-6 con. Công công táo. Được hai con riếc, hai con mương, con chép. Cái này tạm vàng hiện dài đó. Thì hẹn gặp các bác ở các clip sau nhé. Các bác có video hay nhớ like, đăng ký ủng hộ em nhé.